Tập 60. Tôn phu nhân, nữ tử của phu nhân làm hư bảo bối gia truyền của ta, để tình cô nương ấy còn trẻ tính 1.000 lượng. Sao có thể như vậy được chứ? Nếu như phu nhân muốn cô nương ấy bình an trở về, thì phu nhân mau chuẩn bị ngân lượng đến chuộc người. Nếu như thiếu một quan tiền, đừng trách ta. Đừng trách ta không khách sáo. Ta cử người đợi phu nhân ở đường tối cổng tây. Phu nhân là người thông minh, tốt nhất đừng giở trò với ta. Tuyết phu nhân chắc xin bình tĩnh. Gặp nạn rồi. Bạch Tuyết của ta. Phu nhân à, bình tĩnh. Không, cho dù mẫu thân có tán gia bại sản, dù phải đổi mạng, ta cũng sẽ cứu con. Không ngờ mẫu thân quan tâm ta như vậy, lại không ngờ đến mức không màng cả tính mạng. Trước đây ta thật sự trách nhầm mẫu thân rồi. Ta phải đi gom ngân lượng. Nhạc mẫu, nhạc mẫu xin người đừng hốt hoảng. Người cứ yên tâm đi, 1.000 lượng với con mà nói không phải là chuyện khó. Nhạc mẫu ở trong nhà đừng nóng vội. Tiểu tế, đi cứu Bạch Tuyết về đi. Xin người yên tâm. Xin người cứ yên tâm đi. Con à. Tiền trang tụ bảo. Ghé qua coi đi. Khách quan xin mời. Gắm thương con mỗi đêm đây. Ghé qua xin mời. Mời khách quan ghé công qua. Tử. Xin mời. Bạch Tuyết cô nương này có tốt không? Công tử chịu tốn 1.000 lượng sao? Đại thụ à, đừng nói nữa. Đừng nói 1.000 lượng. Chỉ cần cứu được nàng ấy thì 1 vạn hay là 10 vạn ta cũng cam lòng. Nhưng cho dù chúng ta chịu trả ngân lượng cũng chưa chắc có thể cứu được. Tiểu nhân thấy hay là mình báo quan đi, nhiều người giúp đỡ sẽ hay hơn. Không thể, không thể nào. Nếu những tên ác ôn đó biết được, họ sẽ gây bất lợi cho Bạch Tuyết. Ta không thể nào bảo hiểm như vậy được. Túi thơm mới về đây. Yên tâm đi, ta sẽ làm được. Chỉ cần cứu được Bạch Tuyết, mạng này của ta chết cũng không tiếc đâu. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Được. Túi thơm đây. Lát nữa huynh cẩn thận, có chuyện gì cứ chạy trước, đừng lo cho ta. Đậu hũ thơm ngon đây. Hả? Diều đây, diều 7 màu đây. Gì đại ca này, đang yên đang lành lấy lửa ra làm gì vậy hả? Dọa người hay sao? Mà ta đã nói rồi, mẫu thân của ta nhất định sẽ đem ngân lượng đến đây để chuộc ta. Đại ca đâu có cần phải như vậy đâu. Đúng là như vậy, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như mẫu thân cô nhất thời nóng vội báo quan thì ta cũng phải có đối sách ứng phó chứ hả? Vậy ngươi cẩn thận chút xíu nha. Lỡ như đốt cháy khiến cho ta bị thiêu chết rồi, các ngươi cũng đừng hòng lấy được ngân lượng đó. Chờ lấy được ngân lượng, ta sẽ thả cô đi. Chắc là chỗ này rồi. Có người không? Có ai ở đây không? Bức thư này là do các người viết có phải không? Ngân lượng các người muốn lấy, ta đã mang đến đây cho các người rồi. Ngân lượng đang ở đâu? Muốn ngân lượng cũng được, người đâu? Tiểu tử coi như biết chuyện đó. Đi, theo chúng ta. Nè, đại ca. Đại ca, bây giờ ta thấy hơi khát đó. Hay là huynh lấy cho ta ít nước đi được không? Ta muốn uống nước. Không cần gấp. Thời tiết này đúng là nóng thiệt. Cháy rồi. Mau, mau cởi trói cho ta đi, nhanh lên. Cháy rồi. Chạy. Cứu ta với. Cứu ta. Mau cứu ta với. Đi. Các người định hứa ta sao chứ? Mở trói cho ta đi. Cứu ta với. Nè, cứu ta. Cởi trói cho ta đi. Nè, ta không muốn chết ở đây đâu. Cứu ta với.
cứu ta với! Người đâu, cứu ta! Có ai không, cứu ta với! Cứu ta với! Có ai không? Ê, đại ca, sao Quỳnh lại ra đây? Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tuyết đâu rồi? Bên trong đang cháy như quả sơn vậy, anh ta còn không chạy ra sẽ trở thành thịt nướng đó. Vậy còn Bạch Tuyết, người ấy ra ngoài chưa? Ngươi vào coi đi, vẫn còn đang ở trong đó. Được chạy, đi về lên mau. Cứu ta với! Có người ở đó không? Cứu ta với! Tao trong này nè. Bạch Tuyết công tử, cẩn thận. Bạch Tuyết, Trương Hiểu Quân, tao cứu ta. Cẩn thận, công tử. Bụi đang ở đâu vậy? Đó chính là thân xác của mình. Bạch Tuyết à, nếu mình bị cháy thì tiêu chắc. Để tao qua đó cứu bụi. Cứu ta, công tử. Bạch Tuyết à, công tử, công tử, công tử, công tử à, trong này lửa cháy rất lớn, mặc kệ đó sẽ bị tiêu chết. Công tử, đại thủ thả ta ra. Hai người mau cứu ta đi. Công tử, công tử, thả ta ra. Đây cứu ta, cởi trói cho ta đi. Bạch Tuyết à, công tử à, trong này cháy rất lớn, không được đâu. Công tử, công tử sẽ bị chết cháy đó. Đại thủ à, Bạch Tuyết là cô nương ta yêu nhất trên đời, ta chết cũng được, ta phải cứu nàng ấy. Buông ta ra đi. Mau, nhanh cứu ta, ta không muốn chết ở đây. Không kịp rồi, tất cả đều không kịp rồi. Cho dù bây giờ mình đi cứu hắn cũng lành ít dữ nhiều. Triệu Đức Chúa, dẫu ngươi đã dùng thân phận của ta để lừa gạt khắp nơi, nhưng thật sự ngươi rất tội nghiệp. Tình hình nguy hiểm như vậy, ta không thể vì cứu ngươi, cứu thân xác của bản thân ta mà để cơ thể này và Hiểu Quân chết đi được. E là ngươi không thể thoát khỏi kiếp nạn lần này rồi. Còn ta chắc chắn không thể trở lại thân nữ nhi được nữa, ta đành phải chấp nhận thôi. Phu nhân à, đã lật tung cả thôn mà chỉ tìm được có cái này thôi à, e là tiểu thư đã bị thiêu mất rồi. Phu nhân, xin phu nhân bớt đau buồn, bảo trọng sức khỏe là quan trọng. Đây là bông tai mỗi thân để cho cô. Mỗi thân biết đây là của cô. Sao con đi chỉ để lại bông tai, rồi một mình lại ra đi như vậy chứ? Sao con có thể bỏ mặc mỗi thân không lo? Sao ông trời không công bằng với ta? Khi ta còn trẻ, phu quân bỏ ta mà đi. Bây giờ ông cũng đoạt mất nữ nhi của ta, tại sao vậy chứ? Tuyết Nhi, con còn chưa báo hiếu với ta, chưa kịp chăm sóc cho ta, sao lại nhẫn tâm bỏ đi? Ông trời ơi, ông trời thật sự là bất công với ta. Trả con lại cho ta, trả Tuyết Nhi lại cho ta. Ông trời ơi, trả con lại cho ta đi. Ông trời ơi. Phu nhân à, tiểu thư còn trẻ tuổi mà đã đi rồi, mọi người cũng đau buồn giống như phu nhân. Nhưng mà phu nhân à, người đã mất rồi, phu nhân đừng quá đau buồn nữa. Câm miệng đi. Ta kêu các người canh chừng tiểu thư, các người cả một người cũng không giữ nổi. Ông trời ơi, trả con lại cho ta đi. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết à, đừng đi mà. Bạch Tuyết à, Bạch Tuyết. Công tử, công tử à. Đại thụ, có phải khi nãy ta nằm mơ hay không? Ta mơ thấy Bạch Tuyết trước giờ chưa từng rời khỏi đây, vẫn luôn ở bên cạnh của ta. Không đúng phải không? Bạch Tuyết đang ở nơi nào vậy?
cả căn nhà bị cháy đó. Bụi ấy ra ngoài chưa hả? Bụi ấy đã chạy ra ngoài chưa hả? Quỳnh nói ta biết công đi. Công tử hãy bình tĩnh, nghe ta nói có được không? Không, ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe đâu. Công tử không muốn nghe đâu. Công tử bình tĩnh nghe ta nói đi. Bạch Tuyết cô nương đích thực đã bị chôn thân trong biển lửa rồi, không phải lỗi của công tử. Lúc đó ngọn lửa cháy rất lớn, chúng ta ai cũng không cứu nổi. Công tử đừng tự trách mình nữa. Không, đều là lỗi của ta. Rõ ràng ta cách mùi ấy gần như vậy, chỉ cần có thể linh hoạt một chút là ta có thể cứu mùi ấy được rồi. Tất cả đều tại ta, tất cả là lỗi của ta. Công tử, bài vị của ái nữ Tôn Bạch Tuyết. Tuyết Nhi từ nhỏ con đã bướng bỉnh, không chịu nghe lời mẫu thân. Mẫu thân đánh con, mẫu thân mắng con, nhưng mà chưa từng nghĩ đến có một ngày, có một ngày con thật sự bỏ mẫu thân. Bây giờ con muốn đánh con cũng không đánh được nữa. Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, mẫu thân vì con bỏ ra bao nhiêu công sức đổi lại kết cục như hôm nay, là vì con không biết chuyện đã phụ lòng mẫu thân. Nếu con có thể nói những lời như vậy với mẫu thân, với thân phận hiện giờ của con thật sự không thể. Mẫu thân xem con như nam nhi nuôi con khôn lớn, con cứ hai ngày ba bữa lại chạy ra ngoài chơi đùa với những tiểu tử khác. Ta sợ con học hư theo chúng nó, mỗi ngày đều rất lo lắng và tức giận. Con nhất định luôn oán hận mỗi thân ta, cứ trách mắng con có phải vậy không? Ta nghiêm khắc với con, ta nghiêm khắc với con là muốn con ngoan ngoãn nên người, sống yên ổn bình yên. Nhưng mà con lại không nghe lời ta, không hiểu được nỗi lòng của ta. Mẫu thân, không phải vậy đâu, con vẫn chưa chết, con đang đứng ở đây. Thật ra con cũng có rất nhiều lời muốn nói với mẫu thân. Trước đây con luôn cảm thấy mẫu thân không yêu thương con, không quan tâm tới con, là con đã trách lầm mẫu thân. Bây giờ con đã hiểu nỗi lòng của mẫu thân. Thật đáng tiếc, tất cả đã quá muộn rồi. Phu nhân, Tuyết Nhi, mỗi thân không tìm được con trong đống đổ nát, dù ta đã liều mạng đi tìm nhưng ta không tìm thấy được con, không nhìn thấy được thi thể của con. Ta không còn cách nào nữa nên đã dùng tay đào bới khắp nơi. Lần này làm một lễ tang quan y cho con. Ta không biết con muốn mặc y phục nào nữa. Ở đây ta đã chuẩn bị y phục của nam nhi và cả nữ nhi, con tự mình chọn lấy mà. Tuyết Nhi, con tự nói với ta, khi ta già đi, con sẽ chăm sóc ta, tiễn đưa ta đoạn cuối. Nhưng giờ ta đã già rồi, sao cô lại đi trước ta chứ? Ta lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,
ta không còn được gặp lại con nữa. Ơi, Nhạc Mẫu à. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân đừng quá đau lòng. Lời phu nhân nói nhất định Bạch Tuyết cô nương nghe thấy được. Chắc chắn là vậy. Nhưng kẻ bắt cóc cũng đã bị bắt rồi. Bạch Tuyết cô nương ở trên trời linh thiêng có thể yên nghỉ rồi. Xin Nhạc Mẫu nguôi ngoai. Tất cả mọi thứ đều là số mệnh. Đại thụ nói rất đúng. Nhạc Mẫu, hãy nén đau thương lại. Chuyện xảy ra như vậy thật sự không ai muốn cả. Chuyện Bạch Tuyết con cũng rất đau lòng. Tuyết Nhi có thể gặp được người tốt như con là phúc phận kiếp trước nó tu được. Đáng tiếc, đáng tiếc có duyên không có phận. Nhạc Mẫu à, về chuyện này tiểu tế cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con bằng lòng tổ chức minh hôn. Con sẽ lấy Bạch Tuyết làm thê tử. Xin Nhạc Mẫu tác thành cho con. Xin người đồng ý tác thành cho con và Bạch Tuyết. Công tử, công tử nghiêm túc chứ? Ta đương nhiên là nghiêm túc rồi. Quần Nhi, con nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Minh hôn là đại sự. Vậy, vậy sẽ ảnh hưởng đến cả đời của con. Nếu con thật sự thành thân với Tuyết Nhi, sau này sẽ không có cô nương tốt bằng lòng gả cho con nữa đâu, hả? Nhạc Mẫu à, kiếp này của con chỉ muốn một mình Tôn Bạch Tuyết là thê tử. Con thề không lấy thêm thê thiếp. Xin Nhạc Mẫu tác thành cho con. Được rồi, đứng lên đi. Quần Nhi, nếu con đã quyết định như vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản con nữa đâu, hả? Bây giờ con trở về chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai con sẽ qua đây trước Bạch Tuyết. Được. Cháy rồi. Cứu ta với. Cứu ta với. Kỳ lạ, là ai đã cứu mình vậy? Hả? Tỉnh rồi à? Đương nhiên là ta cứu chứ ai. Không phải ta thì là ai nữa chứ. Nè, uống đi cho bớt sợ. Ê, uống chậm chậm thôi. Gấp cái gì chứ? Là cô cứu ta hả? Không phải ta thì còn ai nữa. Ngươi không biết sao? Lúc đó ngươi bị nhốt trong biển lửa và ngất xỉu rồi. Cứu ta chứ. Không phải ta không màng nguy hiểm tính mạng. Từ cửa sau kịp thời xông vào cứu ngươi. Ngươi e là đã sớm chôn thân trong biển lửa rồi đó. Thật sự rất cảm tạ. Rất cảm tạ cô nương. Nè, đứng lại đây. Hả? Ngươi là Triệu Đức Trú. Ta nói cho ngươi biết, mạng của ngươi là do ta nhặt về đó. Nên bắt đầu từ nay, ta bảo ngươi đi chỗ nào, ngươi đi chỗ đó. Ta bảo ngươi không được đi chỗ nào, ngươi không được đi. Nghe chưa? Nghe thấy rồi. Triệu Đức Trú, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng hòng bỏ chạy, có biết không? Nếu không thì giao nhà bếp của ta không có mắt đâu. Được. Ta chém ngươi bây giờ. Ngọc Mai, bình tĩnh một chút, nghe ta nói. Nói cái gì thôi mà nói? Ngươi chịu trách nhiệm đi. Chịu không? Hả? Chịu không? Nè. Cô yên tâm đi. Yên tâm đi. Ta không dám đi đâu. Yên tâm đi. Yên tâm. Cô nương đầy lực mặt còn nhanh hơn lực sách nữa. Lẽ nào đời sau của ta thật sự bị nhốt ở đây hay sao? Không được, tối nay
mình sẽ đợi cô ta ngủ say rồi chuồn luôn. May là không bị ai phát hiện ra. Đi thôi. Sông Hỷ. Là cô nương của nhà. Ôi, ai tránh đường hôm kia. Nay nhà ai có hỷ vậy? Không biết lắm nữa gì. Ở lại nói với nhà ai vậy? Không biết nữa. Gia Trương Phủ mà. Có chuyện gì vậy? Không biết sao lấy tiểu thư nhà họ Tôn vậy chứ? Ừ, phải đó. Sao buồn quá vậy? Nghe nói là mới cầu thân xong là xảy ra chuyện. Ôi vậy sao? Nghe đừng nói nữa, người ta đi rồi. Trời ơi, thành thân gì mà kỳ vậy? Không biết nữa. Đây là nữ nhi nhà ai vậy? Đây là thiếu gia Trương Phủ. Muốn lấy tiểu thư nhà họ Tôn. Tôn tiểu thư không phải đã sao? Đừng có nói lấy nữa. Tiểu thư nhà họ Tôn. Sao lại như vậy được chứ? Vừa mới cầu thân xong á thì đã xảy ra chuyện. Thôi thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa, người ta đi rồi. Đừng có mạo muội nói sao người ta vui vẻ vậy. Trương thiếu gia thật nặng tình quá đi. Đúng là tội nghiệp thật. Đúng là tội thiệt. Trương thiếu gia đúng là nặng tình thật. Thảm quá. Phu nhân, Trương thiếu gia tới rồi. Mau mau mời vào đi. Quân nhi, con đến rồi sao? Nhạc mẫu à, hôm nay chính là ngày thành thân của Tiểu Tế và Bạch Tuyết. Nhạc mẫu nên vui mới phải chứ. Vui lắm, ta vui lắm chứ. Chỉ là ta nhớ Tuyết nhi thôi. Nhạc mẫu à, ngày đại hỷ, kỵ nhất là đau thương buồn rầu. Người tuyệt đối đừng như vậy nữa. Hãy vui vẻ lên một chút. Được, vui, vui mà. Chúng ta mau vào trong thôi, không thì lỡ mất. Vào trong đi. Tiểu thư. Gọi cái gì chứ? Chưa nhìn thấy người đẹp đẹp như vậy hay sao chứ? Dạ. Đi đi. Dạ. Ôi, thiệt tình à. Tôn phủ. Phu nhân, tiểu thư về rồi. Tiểu thư về rồi phu nhân ơi. Mẫu thân, con đã về rồi. Vào thời điểm đó, con chưa kịp quay người lại, từng thanh gỗ đang bốc cháy liền rơi xuống mặt của con. Suýt chút nữa đè chết con luôn rồi. May mà thanh gỗ rơi xuống không làm cho con bị thương. Lúc đó tường bể ra thành một cái lỗ lớn. Cũng may là con nhanh trí đó. Nếu không thì tiêu rồi. Con liền nhanh chóng nghĩ ra một ý để có thể thoát ra khỏi đó. Con liền ba bước thành hai bước, lật người một cái, từ chỗ hổng trên tường chạy ra ngoài. Vậy là con đã thoát chết rồi. Mẫu thân à, đừng lo lắng nữa. Con bây giờ con đã bình yên trở về rồi. Nếu như đã thoát ra được rồi thì sao không lập tức về nhà báo bình an đi? Chúng ta đều cho rằng con không còn nữa, làm ta lo muốn chết đi được. Đúng vậy, con cũng muốn về nhà sớm để báo bình an cho mẫu thân lắm. Nhưng mà con đã mất bao nhiêu sức lực mới thoát ra được đó. Thật sự là con mệt chết đi được. Con đi được nửa đường thì con bị ngất đi. Đến lúc con tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Sau đó con lập tức trở về nhà, không bỏ lỡ một thời khắc nào luôn. Ăn nói khoác lác, có điên mới tin ngươi. Người ta nói tai họa để lại ngàn năm, chịu đức chúa quả nhiên mệnh lớn, như vậy cũng không chết được. Con xem con đó, đường đường là một nữ nhi lại chạy ra ngoài chơi với những người xấu kia. Con không giữ thể diện cho ta thì cũng thôi đi, nhưng mà con
cũng phải giữ thể diện cho tướng công mình. Con xem, để quân nhi biết phải giấu mặt đi đâu được đây. Ờ, không có gì đâu Nhạc Mẫu, chỉ cần Bạch Tuyết bình an vô sự là được rồi. Nhạc Mẫu hả? Huynh được mẫu thân ta đồng ý rồi hả? Chúng ta sắp thành thân rồi, đương nhiên ta phải đổi cách xưng hô chứ. Bạch Tuyết à, cũng may là nàng đã về rồi, không thì bỏ lại một mình ta, ta thực sự không biết phải sống sao nữa. Con xem quân nhi đối tốt với con như vậy, tìm đâu ra một tướng công tốt như vậy được chứ. Phu nhân, dạ cháu đây. Ờ, để ở bên đó đi. Cũng đói rồi phải không? Ta đã đặc biệt kêu người hầm cháo cho con rồi đó, mau ăn đi cho nóng. Ờ đúng rồi tiểu thư, ăn cháo trước đi. Mời. Dám mạo danh ta, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá đáng. Xin cô đó, cô có nói ra thì cũng đâu có ai tin cô đâu, cho nên đừng có nhiều chuyện. Đừng để ta phải làm chuyện. Mẫu thân thật tốt với con quá, con quả thực là đói lắm rồi. Nào tiểu thư, ăn cháo đi. Ôi trời ơi, ăn từ từ thôi chứ. Không sao, không sao. Ta đã nghĩ kỹ rồi, mấy ngày nay phải cho hai con tiến hành hỷ sự rồi. Nè, Quỳnh muốn thành thân với ta hả? Đúng vậy. Ờ, Quỳnh có biết thành thân với ta không có dễ dàng đâu. Ta là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Tôn mà. Nếu muốn lấy ta, ít nhất cũng phải có 100 lượng. Không 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 không, 1000 lượng. Quỳnh có hay không? Có thì mới thành thân được nha. Cái con nha đầu này, con ăn nói hàm hồ cái gì vậy chứ? Bình thường ta dạy con ra sao? Không phải đâu mẫu thân, đây là con muốn tốt cho mẫu thân thôi. Sau khi con xuất giá rồi sẽ không còn ai chăm sóc mẫu thân nữa, con muốn có nhiều của hồi môn một chút để mẫu thân yên tâm phần đời còn lại, không cần phải lo cho con nữa đó mà. Ta cũng không cần con phải lo. Nhạc Mẫu à, bà Tuyết làm như vậy cũng vì muốn tốt cho người thôi. Nếu bà Tuyết đã mở lời nghi ngờ tài lực của con, vậy chiều mai người và bà Tuyết chưa từng đi qua hàng xá, nhưng cơ hội này đến hàng xá làm khách đi ạ. Được được. Nhạc Mẫu, bà Tuyết à, chúng ta đã đi vào lãnh thổ của Trương gia rồi. Nhìn về phía trước toàn bộ Sơn Lâm đều là của Trương gia hết, bao gồm lâm sản trong núi, còn có điện thổ xung quanh nữa. Nghe thấy chưa? Đây chỉ là nói suông, không có căn cứ. Khế ước sở hữu ta không mang theo người, cho dù có cũng tạm thời không có ai chứng minh. Vậy hay là về nhà hãy nói. Chờ. Chờ. Ôi trời, đây đây, đây là nhà của con sao? Xin người cứ xem qua đi ạ. Ôi trời ơi, ta nói lập nghiệp đã khó, con xem gia nghiệp phụ thân con để lại, con đã quán xuyến tốt như vậy rồi, thật là giỏi quá. Nhạc Mẫu quá khen rồi. Quá, thật là quá khoa trương rồi, sao lại có thể giàu có đến mức này chứ? Căn nhà này chỉ là một căn nhà nhỏ nhất trong gia tộc của họ Trương thôi, bình thường chỉ có một mình con ở đây. Nhà chính của Trương gia lớn gấp 10 lần ở đây. Quả nhiên là sản nghiệp lớn nha. Hôm nay đã được mở rộng tầm mắt rồi, sau này Triệu Đức Trú ta có thể ăn sung mặc sướng rồi. Hiểu Quân à. Chuyện gì bà Tuyết? Thực ra
ta từ đầu đến cuối đều chỉ nói đùa thôi. Huynh cũng biết ta rồi, con người của ta không có trọng vật chất lắm đâu. Ta biết rồi, chúng ta từ từ vào nhà rồi nói chuyện. Được, vào trong thôi. Vào trong xem đi. Xin mời. Đi. Tùy ý xem đi ha. Nè. Đây là gốm đời đường trắng như tuyết. Trước miệng đó, vật phẩm dạng cái chỉ có một cái. Cái này là tranh của Hòa Thánh Ngô Đạo Tử. Bên trong còn có một bộ 87 thần tiên, rất khó mới có thể thu thập đầy đủ được. Nàng xem bên kia. Ngọc Như Ý, Trân Châu Tháp, còn có Sứ Thanh Hoa. Cái đó Quỳnh nói. Quỳnh nói chậm một chút. Chẳng hạn như bất cứ món đồ cổ nào ở đây đều trị giá không ít ngân lượng. Những thứ này là ta rất khó khăn mới có thể sưu tầm được. Còn có vài cái gia truyền nữa. Cho ngân lượng ta cũng không bán. Giá trị của chúng ngân lượng khó mà so sánh được đó. Vậy Quỳnh có nhiều ngân lượng như vậy, của hồi môn chắc không thành vấn đề rồi. Đừng nhắc đến chuyện của hồi môn nữa. Không sao đâu. Lát nữa ta sẽ cho người đi chuẩn bị của hồi môn, rồi nhanh chóng gửi đi ngay. Ngày mai ta sẽ đến trước nàng. Nhạc mẫu à, qua bên kia xem đi. Xin mời. Bà chủ, bán cái này sao vậy? Ngọc Phỉ Thúy đây. Lấy cái này nhé. Ghé xem đi. Nè, dừng lại đi. Tơ lụa hảo hạng đây. Xin mời. Đèn lồng đây, đèn lồng. Mẫu thân, có chuyện gì hả? Ta xuống đó mua một chút đồ. Con đỡ đi, không được xuống dưới đó. Nhớ rõ chưa? Không được chạy lung tung đó. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây. Chị Đức chú, Quỳnh mau xuống đây. Mồng Mai, con làm sao vậy? Không phải, chị Đức chú, Quỳnh mau theo ta về, xuống xe đi. Triệu Đức Trú, ở đâu ra Triệu Đức Trú hả? Không phải. Mẫu thân à, chúng ta đừng có để ý tới cô ta nữa. Hả? Gần đây Ngọc Mai không biết uống nhầm thuốc gì, ăn nói lộn xộn không mạch lạc gì hết. Cái người này con thấy cô ta bị điên rồi. Quỳnh dám nói ta điên hả? Có được ta dễ dàng rồi, không chịu trách nhiệm à? Mau xuống xe, nhanh lên. Nè, con nha đầu này thực sự điên rồi. Đây là nữ nhi của ta Bạch Tuyết mà. Con mở to mắt của mình ra mà xem, trên xe đâu có Triệu Đức Trú nào. Nó là Bạch Tuyết, nữ nhi của ta mà. Ngày mai nó xuất giá rồi. Sau này con không được làm phiền nó, không được đến tìm nó nữa ha. Được rồi, không mua đồ nữa. Vào trong đi. Được. Nè, từ. Hồi phủ, nhanh lên đi. Cẩn thận đó. Triệu Đức Trú, xuống xe. Triệu Đức Trú, Quỳnh không được đi. Ngọc Mai, sao muội lại đến đây? Làm sao bây giờ? Ngày mai Hiểu Quân lấy Triệu Đức Trú rồi. Tên Triệu Đức Trú này thật sự quá đáng lắm. Đối xử tốt với hắn, kết quả hắn lại vì ngân lượng lợi dụng thân xác của muội để lừa Trương công tử. Lúc đó muội đang bên cạnh Hiểu Quân, nhưng chuyện quan trọng là muội đã biết Hiểu Quân thật lòng với muội. Muội không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Triệu Đức Trú làm chuyện xấu, lợi dụng tình yêu của Hiểu Quân dành cho muội. Muội thật sự không cam tâm. Đúng vậy, muội nói xem chúng ta nên làm thế nào đây. Nè, muội nhìn đi, Ngọc Mai ta xinh đẹp như vậy, bao nhiêu nam nhân đều nghiêng ngả trước ta mà. Nhưng sao ta lại yêu Triệu Đức Trú chứ? Lẽ nào đó là số mệnh sao? Trong khi con người hắn lại xấu xa như vậy. Không được, nhất định không được để cho Hiểu Quân bị Triệu Đức Trú đó đùa giỡn được. Vậy phải làm sao đây? Có rồi. Cây sáo này sao? Đây là tính vật Hiểu Quân tặng cho muội. Chỉ cần có nó, có thể cho Hiểu Quân huynh ấy biết được chân tướng. Tốt quá rồi, nhất định không để Triệu Đức Trú đạt được mục đích.
Ơi, để qua bên này. Dạ, cẩn thận một chút. Dạ. Cẩn thận một chút. Dạ. Dạ biết rồi. Tỉ mỉ một chút. Ê, sang bên này một chút. Được rồi. Song Hỷ. Công tử. Ơi, đại thụ à, ta tìm Quynh đó. Quynh đi đâu vậy? Tiểu nhân có chuyện quan trọng muốn gặp riêng nó một chút. Công tử có thể đi cùng không? Được rồi. Đại thụ, nói ở đây luôn đi, không có ai khác đâu. Ơi, ta thấy Quynh hơi lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Công tử à, chuyện là gì? Trước đây ta cho rằng Quynh chỉ là thiếu gia lắm ngân lượng, nhưng mà qua một thời gian tiếp xúc với Quynh thì Quynh rất lương thiện, có trách nhiệm. Quynh vì người mình yêu có thể hy sinh bản thân, khiến ta cảm thấy rất phục Quynh. Đại thủ à, sao đột nhiên Quynh lại nói với ta những chuyện này chứ? Ta Hiếu Quân, Quynh xem đi, đây là cây sáo Quynh tận tay tặng cho ta. Ta mới thật sự là Bạch Tuyết đi. Cây sáo này là bằng chứng tốt nhất. Bạch Tuyết mà Quynh nhìn thấy bây giờ không phải là Bạch Tuyết đâu. Cô ta là một nam nhân tên là Triệu Đức Trú. Quynh nhất định phải tin ta. Đại thụ à, ta nghe không hiểu rốt cuộc là Quynh đang nói cái gì. Nhưng mà ta không ngờ tay của Quynh lại không sạch sẽ như vậy. Ngay cả sáo của ta Quynh cũng dám lấy trộm. Không, ta không có. Đại thụ, thật uổng công ta coi Quynh là huynh đệ của ta, coi Quynh là tri kỷ của ta. Thôi đi, coi như là ta nhìn nhầm người. Quynh đi đi. Thôi đủ rồi. Hiểu Quân, lẽ nào Quynh ép ta ra tay sao hả? Đi đi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy Quynh nữa. Hiểu Quân, Hiểu Quân, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Thật không ngờ Trương Hiểu Quân ta lại có ngày hôm nay, đã kết làm kẻ xấu. Không đúng. Ta muốn đưa một nửa cây sáo của ta cho muội. Trên thế gian này chỉ có sáo trong tay của muội mới vừa vặn với nửa sáo của ta. Ta nghĩ dù cho vậy, dù mai sau chúng ta già đi, dung mạo thay đổi, chúng ta cũng sẽ như cây sáo này, tuy hai mà một, mãi mãi không chia lìa. Hả? Đúng vậy. Đây là sáo ta tặng cho Bạch Tuyết, nhưng mà sao ở chỗ đại thủ vậy? Lẽ nào hắn là ăn trộm, hay là hắn đã nhặt được chứ? Hiểu Quân, Quynh nhìn xem. Ta biết trong nhất thời Quynh sẽ khó chấp nhận, nhưng mà ta đúng là Bạch Tuyết. Cây sáo này chính là bằng chứng tốt nhất. Cô nương kia thật ra không phải là Bạch Tuyết. Cô ta là một nam nhân. Nam nhân đó tên là Triệu Đức Trú. Quynh nhất định phải tin ta. Không phải chứ. Lẽ nào trong thiên hạ lại có chuyện ly kỳ như vậy? Không được, mình nhất định phải đi tìm Bạch Tuyết để làm rõ chuyện này thôi. Trương phủ. Đại quản gia, đại quản gia. Công tử, cậu tìm người hay là tìm đồ? Có nhìn thấy đại thụ không? Đại thụ quản gia vừa mới như người mất hồn đi ra đây. Tiểu nhân hỏi cũng không trả lời, không biết đi đâu nữa. Được rồi, ta biết rồi, vào đi. Dạ. Ôi. À, nè nè, số vàng này là của ta. Không phải, của nhà chúng ta hả? Đúng vậy. Nhưng mà nàng nói là 1.000 lượng, nhưng mà ta thêm vào một chút, đây là 2.000 lượng đó. Mong bà Tuyết nàng có thể hiểu được tấm lòng của ta đã dành cho nàng.
À, được.